Theo các nhà khoa học thì hiện nay việc sử dụng các chế phẩm sinh học ứng dụng trong các mô hình sản xuất là điều kiện rất cần thiết để có thể xây dựng được những mô hình canh tác sinh thái theo hướng bền vững. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì quá trình xây dựng cái mô hình sinh thái bền vững ở nông thôn là rất cần. Vừa lao chuồng cũng phải theo hướng đó, kể cả trồng trọt, cả chăn nuôi, cả thủy sản, chúng ta phải làm theo hướng bền vững. Làm sao cái sản phẩm chúng ta ra hiệu quả nhưng phải sạch, thứ hai là môi trường phải sạch, thứ ba nữa là hiệu quả phải cao. Cái đó rất quan trọng. Ngay trong vườn chúng ta cũng vậy. Cái vườn chúng ta, nếu như chúng ta sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, nếu chúng ta sử dụng phân bón quá điều kiện thì sản phẩm chúng ta sẽ bị độc hại, sản phẩm sẽ mang nhiều nitrat chẳng hạn, hoặc là sản phẩm chúng ta có nhiều thuốc bảo vệ thực vật ở trong là không được. Vì vậy mà hướng phấn đấu chúng ta làm sao giải quyết được cái vườn sinh thái hợp lý là cái rất quan trọng. Cho nó trong quá trình đó thì bà con cố gắng sử dụng các cái sản phẩm sinh học từ nguồn gốc sinh học, nó không độc hại, nó hiệu quả cao mà nó không gây ô nhiễm môi trường. Tất cả cái điều kiện đó, cả cây trồng, cả vật nuôi, cả con thủy sản, chúng ta đều phải tận dụng những điều kiện đó. Làm sao chúng ta tạo ra một cái vườn sinh thái hợp lý, vừa có hiệu quả cao, vừa đảm bảo chất lượng, vừa giữ được vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm. Đó là điều mà chúng tôi rất mong muốn, rất mong bà con tham quan các mô hình đã làm, những mô hình là tốt để chúng ta sớm ứng dụng vào trong sản xuất của gia đình chúng ta. Như vậy, một sản phẩm sinh học để có thể tốt cho vật nuôi và cây trồng phải đảm bảo được những yếu tố như sau. Thứ nhất, ứng dụng đó phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép sử dụng. Thứ hai, phải đảm bảo các yêu cầu như phù hợp với các vật nuôi và cây trồng khi sử dụng, vận chuyển dễ dàng tiện lợi và đem lại hiệu quả kinh tế cao, cải tạo môi trường đất và nước, tăng sức đề kháng cho vật nuôi cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tạo ra dòng sản phẩm sạch, chất lượng cao và bổ dưỡng, rút ngắn thời gian sinh trưởng của vật nuôi, cây trồng cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà. Chúng tôi đã được đến thăm vườn vải của gia đình ông Vi Văn Phù ở xã Giáp Sơn tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là một trong những vùng chuyên canh vải lớn nhất ở nước ta. Ông cho biết trước kia với diện tích vườn vải nhà mình, mỗi vụ ông phải chi phí hết 1 tấn phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cũng hết khoảng độ 12 triệu đồng hecta. Sử dụng nhiều như thế nhưng sâu bệnh vẫn có, quả rụng sinh lý từ 2 đến 3 đợt, quả không đồng đều, mẫu mã kém, do vậy đã giảm giá trị nông sản tương đối nhiều. Nhưng từ khi ứng dụng giải pháp vườn sinh thái cho vườn vải nhà ông thì mọi việc đã khác hơn nhiều. Lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giảm được gần 50% so với trước kia, giảm dụng quả sinh lý, mẫu mã quả đẹp hơn, và có một điều rất quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm, đó là giải pháp này đã giúp quả thu hoạch được sớm hơn, đồng thời cũng giúp cho quả chín đều hơn, giải vụ tốt hơn, không bị chín tập trung một lúc nên giá trị nông sản đã tăng lên nhiều. Nếu như gia đình nhà tôi là dùng năm nay là năm thứ 3 rồi, nhưng mà thấy hiệu quả nó cũng được và tốt. Thứ nhất là kết quả nó cũng sai nhiều hơn và chất lượng nó đẹp hơn. Đấy, và ví dụ như là phân bón cũng giảm, thuốc trừ sâu cũng giảm đi. Và cái phân bón ấy, như trong hai vụ này chúng tôi sẽ giảm đi. Mọi năm chúng tôi sẽ sử dụng độ hơn 1 tấn về cái vườn này, nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ dùng độ 5 tạ thôi, 5-6 tạ thôi. Ừ. Mà cây nó vẫn đẹp, quả vẫn đẹp như thế. Vâng. Đấy, nói chung là thế, là chúng tôi là người nông dân nhìn nhận như thế là được. Từ năm tôi dùng đến bây giờ nó giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều. Có thể mọi năm chúng tôi có thể hết tầm độ 14-15 triệu nhưng bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 4 triệu thôi. Rồi như năm ngoái nhà tôi có thể dùng cả năm cả vụ mà chỉ vào tầm 4 triệu thôi. Tức là so với các năm thì nó chỉ mất 1/3 thôi. Rồi nó không mất nhiều như những năm nọ nữa. Những năm nọ là dùng cái thuốc ấy là chi phí nó lớn quá. Ừ, mà quả nó vẫn thối mà không được đẹp như bây giờ đâu. Cái đất nó tơi hơn. Tơi nước và nghe cái đất nó nhìn nó khác với so cái lúc mình chưa sử dụng. Nói chung phun vào cái đấy nó tốt hơn, được tất cả là mình được bán muộn mà rất thoải mái, gia đình mình tha hồ tự bán dần dần, mình không phải gấp để bán gấp nữa. Vậy bí quyết thành công ở đây là gì?
Trong giải pháp vườn sinh thái đã có các thành phần như các axit amin hay còn gọi là đạm sinh học, các khoáng chất vi lượng, đa lượng, trung lượng, các vitamin thiết yếu, các loại men, enzyme, các chủng vi sinh vật hữu ích. Điều đó đã giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao sức chống chịu, chịu rét, chịu hạn, úng và sâu bệnh hại, giảm dụng hoa quả sinh lý cho khả năng đậu quả cao, nâng cao chất lượng nông sản, tạo ra dòng sản phẩm sạch, đặc biệt là nông sản hữu cơ. Đồng thời còn giúp giảm chi phí đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng. Qua thực tế sản xuất đã cho thấy, giải pháp sinh học vườn sinh thái có thể sử dụng trên tất cả các loại cây trồng, tùy vào từng giai đoạn phát triển của cây sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng của nông sản. Đây là một ứng dụng rất cần được triển khai và mở rộng trên các mô hình sản xuất để bà con có thể phát triển những mô hình của mình theo hướng sinh thái bền vững một cách tốt nhất. Thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi đang ở vùng vải Lục Ngạn. Vào mùa này thì chúng ta vải đang chăm sóc để mà chuẩn bị cho quả. Ở đây chúng ta phải lưu ý thế này, đối với cây ăn quả thì cái việc mà chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng cho cây là hết sức quan trọng. Thế ngoài các cái phân hữu cơ, phân NPK bà con chúng cũng dùng rồi, thì hiện nay có rất nhiều các cái loại chế phẩm người ta đưa vào để làm sao tăng cường cái đồng hóa của cây lên. Ví dụ như là cái mà trước đây chúng ta dùng là IM của Toriga của Nhật Bản, hay là cái NEP 6 của Mỹ. Và đây gần đây người ta dùng cái vườn sinh thái gì cả. Những cái tác động đó nó rất hay vì thế này, các cái sản phẩm đó là cái sản phẩm lấy từ đâu? Từ tảo biển, từ rong biển, từ các cái phụ phẩm nông nghiệp người ta đưa ra được chiết xuất bằng công nghệ cao, kết hợp cái nano, tức là công nghệ nano, cho nên là cái sản phẩm đưa ra thì hiệu quả nó rất là cao. Và rất nhiều nơi đã sử dụng các cái sản phẩm sinh học đó, thứ nhất là nó không gây ô nhiễm, nó sạch, cái đó rất quan trọng. Cái thứ hai là nó tăng cái khả năng hấp thụ các cái chất dinh dưỡng lên. Vì sao? Trong cái sản phẩm đó người ta đưa vào cái hệ vi sinh vật, các cái hệ vi sinh vật hữu hiệu ấy, nó giúp cho phân giải đất, phân giải phân, nó giúp cho làm cho đất không những tơi xốp mà giàu mùn, giàu dinh dưỡng. Vì nó tăng khả năng như vậy, nó tăng khả năng chống chịu cho cây. Các tác động này nó có thể tăng khả năng chống chịu chống hạn, chống úng, chống rét, chống nắng vân vân. Những cái đối tượng ấy là khi điều kiện thiên nhiên thay đổi, cây ăn quả mình rất hay bị phụ thuộc. Nhưng một khi mà khả năng dinh dưỡng cao, đầy đủ chất thì khả năng kháng thể của cây mạnh hơn, nó giúp cho cây làm sao có thể vượt qua được các cái đoạn khó khăn vậy. Ngay cả sâu bệnh cũng vậy. Các nhiều thí nghiệm của bà con, của các đơn vị đã chứng minh là các chế phẩm này nó giúp cho khả năng tăng khả năng phòng chống bệnh đối với cây. Và cái đó là rất quan trọng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái sản phẩm sạch, không gây ô nhiễm môi trường, là có nhiều tác động tốt đối với cây trồng như vậy, bà con ta rất nên ứng dụng. Thì cũng có nơi làm, cũng như chưa làm, rất mong là bà con ta đi tham quan. Những người đã làm, chúng ta đi tham quan, gặp gỡ những người nông dân mà người ta đã sử dụng sản phẩm đó để xem là hiệu quả như thế nào. Và chúng ta gặp người nông dân đó, chúng ta trao đổi, thì chúng ta sẽ tìm được cái hướng của mình, cách của mình, cái đối tượng của mình dùng nên là cái loại gì, và chúng ta đưa vào cây trồng thì hiệu quả sẽ rất cao. Rất mong bà con quan tâm tới các cái chế phẩm sinh học bằng con đường sinh học, vừa sạch vừa hiệu quả cao để đưa vào cây trồng.